Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì ở video ngày hôm nay, mình với thằng em của mình sẽ làm cái video đó là luộc trứng bằng vỏ quả đầu tiên. Đây là vỏ quả đầu tiên. Thì bọn mình sẽ đập nó ra, đập phần ngọn của quả đầu tiên này ra. Sau đến khi đấy, mình sẽ móc cái ruột ở bên trong này ra, rồi đổ nước vào cho trứng vào luộc thử xem là có luộc được không. Thì anh em mình sẽ chọn quả này. Nó cái quả này thì nó cứng như kiểu vỏ của quả dừa ấy, nhưng mà nó cứng hơn nhiều các bạn ạ. Ok, anh em mình sẽ chọn chỗ này. Đây, đặt một cái bếp. Sau đó cho trứng vào luộc nhá. Rồi. Ok, và giờ thì mình sẽ đục cái quả đầu tiên này ra. Sợ vỡ rồi. Chùi vào đây đứng. Video này có hai người chứ một người cũng có hai. Ok. Đó. Nạo ra đây. Quả ăn ngọt phết các bạn ạ. Quả này thì người ta hay gọi là quả đào tiên. Nạo xong thì cái vỏ quả đầu tiên này các bạn thấy độ cứng của nó không? Khá là cứng đấy. Và cái lớp ruột của nó vẫn còn nhiều các bạn ạ. Cạo bằng tay khó, cạo này cứng lắm. Đó. Thôi, nghĩ là cạo như thế này thôi các bạn ạ. Mình cố được cạo hết nhưng mà thực sự là phải có cái thìa xịn cơ. Ok, vậy anh em mình sẽ mang nó rửa và cho nước vào bắc bếp và luộc trứng. Đó, bên trong của nó mình đã cạo sạch hết lớp ruột rồi. Và giờ thì mình sẽ bắc bếp và luộc. Hay là phải cao hơn thì nó mới đỡ được. Được. Đó, có bốn quả trứng. Và đổ nước vào đi. Đổ nước vào xong mới thả trứng vào. Ngáo chó quá. Làm vỡ luôn một quả rồi. Đó, và mình đã cho nước vào bên trong. Rồi thì mình sẽ thả trứng vào bên trong nhá. Ok. Ba quả, một quả thì bị vỡ rồi. Cháy ngoài trước đã. Trong ấn mà. À, khói. Khói nghi ngút luôn. Khói, khói ở chỗ mình đi. Mình đang đun rồi các bạn ơi. Lửa cháy rồi. Khói nó thổi sang hướng bên này, phải chạy sang bên này mới ok. Đó. Đấy hơi nhiều củi đấy.
Bọn mình hy vọng là cái quả vỏ quả này nó đủ cứng và nó không bị cháy. Đúng không biết là có bị cháy hay không nữa cơ. Chắc cũng không vỡ đâu. Cái đường đi không biết đâu được các bạn ạ. Không biết là nó có thể luộc được quả trứng không. Hy vọng là nước sẽ sôi và luộc được trứng. Anh em mình đang ngồi chờ và bây giờ là khoảng bao nhiêu phút rồi nhỉ? Bao nhiêu phút rồi tính rồi ra? Chắc cũng phải rơi vào khoảng độ 15 phút rồi các bạn ạ. Vẫn đang đun. Cho nhiều nước quá các bạn ạ. Bình nóng lắm. Nước nóng thế. Nước giờ chạm tay vào là muốn bỏng tay luôn rồi đấy. Nhưng mà nó vẫn chưa sôi khí các bạn ạ. Chưa sôi khí một tí nào luôn. Nóng quá. Mình nghĩ là mình ngồi quạt như thế này rồi. Ngồi mà lấy mõm mà thổi hết hơi luôn các bạn ạ. Giờ cái lớp bọt của nó lên ngang miệng rồi. Sủi đi, mình đang rất mong là nó sẽ sủi đấy. Chỉ thấy lớp bọt nó lên thôi. Sắp sôi rồi. Mình nghĩ là cái lớp bọt này nó sẽ trào ra bên ngoài luôn các bạn ạ. Không cần chút ta. Cứ để kệ. Các bạn ơi, nhìn này, chúi ơi. Chúi ơi, rồi tắt bếp của tôi. Xôi rồi các bạn ơi. Tắt bếp của tôi rồi. Cái này là sai lầm thôi, bọn mình cho nhiều nước quá. Sôi rồi các bạn ơi, nước sôi rồi, này, nước đang sôi, hay quá. Chút nữa bọn mình sẽ bỏ trứng ra bên ngoài, sau đó bóc ăn thử nhá. À, mình nghĩ là trứng luộc bằng cách này thành công đấy. Ok, các bạn ơi, thì trứng bọn mình đã luộc khá là lâu. Và giờ anh em mình sẽ bỏ trứng ra bên ngoài. Mình đã chuẩn bị một cái tờ lá chuối này và đập luôn quả trứng ra xem là nó có chín không nhá các bạn nhá. Rồi cho đây. À, nó cắm gà. Một quả. Quả thứ hai. Yes. Đây là quả thứ hai. Đây là quả thứ ba. Mình có ba quả thôi. Một quả lúc nãy mình làm vỡ không. Rồi, đây là cái khay nước mà bọn mình đã chuẩn bị. Mình sẽ cho bên trong này để cho nó giảm hết nhiệt độ thì mới bóc được. Yeah. Đập luôn nhé các bạn nhé. Đập một quả đi. Chín không? Chín các bạn ạ, chín. Chín. Đó. Nào. Sâu gần lại cận cảnh cho các bạn xem nhá. Ok. Đó, thì vỏ của nó này. Bọn mình chưa ngâm lâu được ở trong nước nên là nó chưa chắc vỏ lắm. Nhưng mà cũng chín rồi. Yeah. Không biết là bên trong có lòng đào nhỉ. Ồ, lòng đỏ của nó nè. Đây, lòng đỏ đây. Và quả này như kiểu là thả trong tủ lạnh lâu quá nên là
ăn thử. Đúng không ạ? Đó. Chín khá là ok các bạn ạ. Mình vừa đánh rơi mất một miếng ở đây. Chín kỹ các bạn ạ. Chứ không, nó không bị lòng đào đâu. À, khá là ngon. Thực sự là ăn trứng kiểu này ngon các bạn. Nó ngon hơn là mình luộc ở nhà. Mình luộc như thế này ăn ngon lắm. Quả này bóc được phết đấy các bạn ạ. Này, dóc vỏ dóc phết. Và quả thứ ba. Thôi, quả này mình sẽ đường cho thằng em mình. Ăn đi. Không ăn độc chết. Thôi, mỗi thằng một nửa đi. Ăn hết. Nó vẫn còn nóng, mình cho vào lưỡi nóng quá. Thế thụ tham ăn. Xong rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chủ nhật tuần sau. Bye bye.